vào một chương trình Cơ hội đổi đời. Mình tên là Lại Thị Tuyết, bóng đá quốc gia, và hiện tại mình đang thi đấu cho câu lạc bộ Phòng Hà Nam. Khi mà nhận được cái thông tin là mình được mời tham gia chương trình này thì là vừa vui, bất ngờ, với cảm giác là rất là vinh dự ấy, khi được tham gia chương trình. Rất là vui ạ, nhất là được gặp ca sĩ Đan Trường và diễn viên Nam Thư. Nên là cảm giác anh Đan Trường là thần tượng của mình nữa, nên là cảm giác rất là vui. Mặc cảnh với những người Thanh ấy, thì mình cảm thấy rất chi là thương. Kiểu mình đây là mình thương cô ấy, nên là mình, khi mình tham gia chương trình ấy, mình rất muốn là mình mang một cái số tiền, kiểu cố gắng là mang cái số tiền cao nhất có thể để có thể mang về giúp đỡ cho cô ấy một phần nào đó. Mình là thủ môn của nữ, mình lại là nữ nữa thì sút người sút mình là nam ấy, nên là lực sút nó sẽ mạnh, nó nhanh, nên là tôi cũng cảm giác chui đấy chỉ là mệt nữa, không như mong muốn, nhưng mà mình đã cố gắng hết sức mình. Bản thân chị cũng đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn đấy. Cái nghề nghiệp của mình, chị theo thể thao, chơi thể thao thành tích cao thì là chấn thương, có nghĩa là nó là kẻ thù của mình ấy. Thì chị theo đuổi môn này được đến nay là 16 năm. Thì cái lúc mà mình cảm thấy khó khăn nhất là cái năm chấn thương năm 2017. Thì lúc đấy thi đấu thì đứt dây chằng chéo trước chân phải. Lúc đấy cái cảm giác như là sụp đổ. Chi phí thì mình lần đầu tiên mình bị câu lạc bộ thì là đã được câu lạc bộ và cơ quan mình là cũng đã lo cho mình hết. Còn lần thứ hai mình thì trên các bác sĩ ở đoàn đã lo chữa trị giúp đỡ và mình lúc ấy, và mình lúc đấy mình còn được bác sĩ Choi của đội tuyển 23 tập và cho thời gian tập có chút thế là mất 7 tháng 8 tháng, nghĩa là không chạy nhảy mà sẽ không được đá, mình chỉ tập cơ tập, không biết là cơ tập trong phòng gym ấy. Bây giờ thì bản thân mình đang hồi phục tốt và tập luyện lại bình thường để có thể chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, nhưng mà thực ra bị một chân đã khó rồi nên mình bị hai chân ấy. Bây giờ cái hồi phục chắc chắn là nó sẽ không sẽ nhanh nhẹn, sẽ không được như trước nữa, nó sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện tại thì bản thân mình vẫn rất còn đam mê, muốn thi đấu công việc cho nếu mà có được gọi là trực tuyển nữa thì mình rất muốn tập thi đấu 2-3 năm gì đấy.